chúng tôi cũng rất là vui mừng vì có nhiều người như thế. Còn con nữa phải tí luôn quay cho quên đúng của tôi. Rồi rồi, con bé đứng ở đây, đứng trên này, con bé đứng trên, cho thằng bé đứng trên. Rồi con. Con kính chào cha và cộng đoàn ạ. Con tên là Marcia Nguyễn Thị Thu Hà, con ở giáo xứ Vân Cương, giáo phận Bắc Ninh ạ. Con vào đây là con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con là một người tân tòng nhưng mà mới đầu thực sự với cha và cộng đoàn là con có đến nhà thờ nhưng mà đến nhìn ảnh tượng Chúa thì con bảo chứ ảnh tượng Chúa này thì khác gì mấy cái ông ngồi ở chùa keo. Thì con thực sự với cha và cộng đoàn con không dỗ đố gì ạ. Con nói khác gì mấy ông chùa keo nhìn cũng như thế, xin chẳng biết có được cái gì hay không. Con nhưng mà con lấy chồng rồi con vẫn cứ đi đọc kinh. Đến một ngày đấy thì con ra gia đình con gặp trắc trở, con sinh cháu đầu thì đẻ non. Thế giờ con mới bảo là thôi cái này hỏng rồi thì khéo đi hai phía. Con có nhắn tin cho cha, con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con là xuống ơn cho con là cho con về một mối. Cha bảo là con cứ vững tin tín tham ở Chúa. Nhưng mà con làm con thì lúc đấy thì con cũng có tín tham ở Chúa rồi, con cũng đi đọc kinh cầu nguyện, con cũng xin. Nhưng mà lúc đấy thì đức tin của con vẫn chưa được vững vàng vì Chúa chưa thể hiện hết cho con. Đến khi chồng con chơi bời mà bản thân con lại không có đức tin thì Chúa đã xuống ơn cho con lúc con đã thực sự lòng con đã không còn sức lực nữa. Chúa đã tiếp sức cho con là vừa rồi gia đình con là có mộ ở trong nhà và bốn ngôi và được cha rồi cuối cùng sao? Vâng, và quỷ nhập vào con được cố và cha chữa lành cho con và đến bây giờ chồng con và chính bản thân con đã có đức tin và Chúa cũng xin cảm ơn cha, cảm ơn các bạn. Thưa anh chị em, đây là trường hợp của rất nhiều người ngày hôm nay là đi hai phía, như cô ấy nói là hai phía, vừa theo Chúa vừa theo chùa, vừa tin vào Chúa nhưng mà vào nhà thờ thấy Chúa bảo có khác gì cái ông tượng ở chùa keo. Ta thấy mình chưa có ra khỏi ánh sáng mà cũng chưa bước ra khỏi bóng tối, vẫn còn mập mờ. Nhiều người theo đạo ngày hôm nay đang sống giữa mập mờ, lập lờ, sáng, tối, lúc thì tối, lúc thì được ơn của Chúa thì mình thấy rất sáng, nhưng mà gặp khó khăn thử thách thì lại thấy là đang ở trong bóng tối. Cho nên là gặp thử thách, gặp khó khăn là mình kêu trách Chúa, là mình đi vào bóng tối. Tín thác, cái con đường tín thác là cái con đường mà chúng ta đi từ trong bóng tối bước ra ánh sáng. Mà hơn thế nữa, con đường tín thác là con đường mà vẫn ở trong bóng tối nhưng biết rằng cuối cái bóng tối ấy, cuối đường hầm ấy vẫn có ánh sáng. Đấy là tín thác. Tín thác là mình đang mờ, mịt, mù như thế này nhưng mà vẫn tin rằng Chúa là ánh sáng, thì quấy cái đường hầm tối đen đó vẫn còn cái ánh sáng. Suốt 1000 ngày tôi đã ở trong bóng tối như vậy, suốt 1000 ngày cái con đường tín thác của tôi là như vậy, là mù mờ, là tăm tối, là mịt mùng, là tất cả như là hỏa ngục nó dấy lên, tất cả nó chống lại, như là Faustina nói cả hỏa ngục nó dấy lên nó chống lại. Nhưng mà quấy cái con đường hầm ấy, tôi tin rằng cuối cùng thì phải có cái ánh sáng của lòng thương xót Chúa, mà chờ đến đúng 1000 ngày ánh sáng mới chiếu soi chạy đến giáo điểm tin mừng này. Mà người thắp cái ánh sáng đó là chính Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô. Bây giờ có nhiều người nói chà lòng ơi, Đức Tổng Giám mục chết rồi, Đức Tổng Giám mục đi rồi, chắc cha cũng tiêu luôn rồi. Có không? Có hay không? Có hay không? Đức Tổng Giám mục có chết không? Sự chết chỉ là một cái biến đổi, chứ không phải chết là hết, không phải chết là đi vào bóng tối, nhưng mà chết là đi vào ánh sáng phục sinh của lòng Chúa thương xót.
thì bây giờ trên nước trời Đức Tổng Giám Mục càng phù hộ cho chúng ta hơn chứ. Cái ánh sáng mà Ngài đã cho tôi thấy thì bây giờ Ngài phải làm cho nó bùng sáng lên, chứ hà cớ gì mà Đức Tổng mới đi một cái ánh sáng lòng thương xót Chúa bèn tắt rụi. Ánh sáng lòng thương xót Chúa là từ lòng thương xót Chúa hay là từ Đức Tổng? Từ lòng thương xót Chúa. Đức Tổng chỉ là người cầm cái nến của lòng thương xót Chúa mà chiếu lên thôi. Cho nên Ngài sẽ cầm cái nến đó chiếu rọi vào mỗi một người chúng ta, để đừng có ai sống mập mà mập mờ, tối tối sáng sáng, lập lạ lập lờ như trường hợp của cô bé này đây, một người tân tòng, vì giáo lý có khi học chưa rõ, có khi là người chồng ăn chơi quá, đạo gốc mà ăn chơi thì làm sao kéo người vợ ra khỏi bóng tối được. Bây giờ tạ ơn Chúa, ánh sáng lòng thương xót Chúa đã chiếu soi cả vợ lẫn chồng, hai người đã nhận biết lòng thương xót Chúa. Đây trời gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng, và đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác, để con được vững tin vào Chúa và cho hai vợ chồng con hay sâu chuỗi nha. Để những lọc thử thách hãy bám chắc vào Chúa, bước là sáng thì sáng, tối thì tối, đừng có mập mà mập mờ. Đạo thì đạo cho nó vững chắc, đi theo Chúa thì theo Chúa cho nó chắc chắn. Tu cũng vậy, tu cho nó đúng, đừng tu tu mà không được thì đi ra, đừng có tu dở dở gian gian. Tu mà còn ham danh vọng, tu mà còn ham quyền lực, tu mà còn ham thế gian, tu mà còn tính toán theo kiểu thế gian thì tu làm cái gì, vẫn là ở trong bóng tối mà thôi. Chúa cứ lành cho con. Rồi, mời cô bé.